Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Toán Sách Nói Chuyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đầu báo có tựa đề là Báo Quốc tế sốc với cái báo quốc tế sốc với các người Hàn đuổi Suga của nhóm BTS. Sẽ bắt đầu nhau. Một cuộc tranh luận gay gắt nổ ra cả trong và ngoài Hàn Quốc về việc liệu Suga của BTS có nên rời khỏi nhóm sau khi vướng bê bối say rượu lái xe hay không. Quốc tế cho rằng truyền thông và dư luận sự vi sốc quá khắc nghiệt với người đàn ông trẻ tuổi. Và quốc tế phẫn nộ, các ngôi sao xuất thân từ nhóm nhạc hàng đầu toàn cầu BTS ồn ào bị điều tra vì lái xe trong tình trạng say rượu. DUI của Suga trở thành chủ đề quan tâm không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một số tờ báo này trang tin quốc tế đưa tin về vụ việc bao gồm Reuters của Mỹ, AFP, Pháp, Daily Mail của Mỹ. Tin tức này làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến, vừa là cho thấy cách nhìn nhận của độc giả quốc tế và Hàn Quốc về scandal của nam rapper sinh năm 1993 với sự khác biệt rất lớn. Đây là hình ảnh Suga đã cúi đầu xin lỗi khi đến trình diện cảnh sát ngày 23 tháng 8. Tại xứ cục sâm, số đông khán giả và giới truyền thông cảm thấy có thể đối gay gắt trước hành vi của Suga. Nhiều người tin rằng anh làm hoen ố hình ảnh của BTS. Một bộ phận người hâm mộ thì thậm chí yêu cầu mang thực tượng K-pop rời khỏi nhóm. Ngược lại, giới truyền thông và độc giả quốc tế thì chỉ trích báo chí Hàn Quốc đối xử quá khắc nghiệt với người đàn ông trẻ tuổi. Tờ Paris Match cảm thấy khó hiểu trước những lời chỉ trích liên tục mà Suga phải đối mặt từ các nhà báo và khán giả Hàn Quốc dù nằm tự tượng liên tục tỏ ra hối lỗi về sai lầm của mình. Tạp chí Pháp dường như bị sốc trước tiêu chuẩn và kỳ vọng văn hóa đặt ra cho các thần tượng K-pop Hàn Quốc. Người viết bài còn cho rằng nếu Suga rời BTS, công ty quản lý của nhóm là hai có thể gặp khó khăn trong việc chấn an người hâm mộ phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ. Lần phụ bê bối trong tương tự thường xử lý các khác. Bên dưới bài báo thì ngôi sao K-pop Suga của BTS cúi đầu và cầu xin sự tha thứ sau khi bắt gặp nằm say xỉn trên mặt đất chiếc xe điện. Đăng trên Daily Mail ngày 23 tháng 8, các số ý kiến độc giả đều lại để lại ý kiến chung rằng lỗi của Suga vi phạm không đáng khiến anh trở thành kẻ tội đồ. Cư dân mạng bình luận: anh ấy có vẻ là một chàng trai tốt bụng, đã phạm phải một lỗi rất nhỏ cho căn hộ của mình. Công chúng cần phải tử tế hơn với người khác. Có quá nhiều áp lực một cựu thanh niên này phải trả lời hoàn hảo. Và phải tự truyền thông Hàn Quốc để cúi đầu xấu hổ với cách họ đối xử với anh ấy. Chúng ta đều say xỉn khi còn trẻ, xin hãy tha cho những đứa trẻ này. Anh ấy không phải trộm cắp hay giết người. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Korea Times vào ngày 14 tháng 8, Jung Min Jae, nhà phê bình âm nhạc đại chúng ở Hàn Quốc, nhận xét việc ngôi sao 31 tuổi và công ty quản lý của anh lấy lại lòng tin của người hâm mộ Hàn Quốc là hoàn toàn không thể nếu anh tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên. Ông nhấn mạnh tình trạng này không thể cải thiện ngay cả khi tất cả thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nhóm hoạt động trở lại. Sau khi đưa ra bình luận trên, ông Trung phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ người hâm mộ BTS trên toàn thế giới, gọi chung là ARMY. Họ tấn công ông bằng email và bài đăng trên mạng xã hội, thậm chí gọi xuyên quốc gia để bày tỏ sự tức giận. Pháp quốc tế yêu cầu chuyên gia phải xin lỗi. Điều đáng lo ngại là tài khoản mạng xã hội của vợ ông Trung cũng đầy rẫy bình luận ác ý từ lớn để từ người hâm mộ BTS ở nước ngoài. Lee Mi Chu này, nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng khác với xứ sở Kim Chi đã chỉ ra cho số những người hâm mộ tại Mỹ có quan niệm rằng giới truyền thông Hàn Quốc đã tham gia vào việc hạ bệ BTS, cho thấy bầu không khí hơi khác biệt rõ rệt trật với Hàn Quốc. Theo ông Lim, sự khác biệt đến từ trường hợp xã hội của từng quốc gia liên quan đến việc lái xe hay xin rượu. Bên cạnh đó, người Hàn Quốc được cho là khắt khe hơn vì BTS mang hình ảnh đại diện quốc gia. Tranh cãi về số phận Lee Mi Chu Ga. Chuyên gia bị cảnh sát triệu tập để phỏng vấn đầu tiên vào ngày 23 tháng 8 và phản ứng về tương lai của nam tư tưởng trở nên cực đoan hơn. Và khi trong số những người hâm mộ luôn thể hiện sự ủng hộ kiên định cho nhóm, ý kiến cũng bị chia rẽ. Một bên cho rằng Suga làm hỏng hình ảnh của BTS và nên rời nhóm vì lợi ích. Có 6 thành viên còn lại có ý kiến cộng đồng ARMY. Và khác, bên còn lại cho tin rằng ông Suga không đáng để anh đi. Đồng thời, nhấn mạnh BTS phải là bệnh thành viên người trẻ vẹn. Tin tức về vụ ngã xe, lãng hoa và xe tải mang thông điệp đẩy chai Suga xuất hiện trên trụ sở của hai tất cả một số người gọi điện đề nghị cảnh sát huy động lực lượng dẹp bỏ cuộc biểu tình vô lý và trái phép này. Chưa dừng lại ở đó, gọi phận pha cực đoan bắt đầu đăng lên mạng xã hội ảnh và video ghi lại cách họ cầm cảnh họ cầm chai rượu bên trong ô tô thì gọi là thử thách Suga. Không chỉ khán giả bình thường, các chuyên gia trong ngành giải trí K-pop đang cân nhắc về vấn đề gây tranh cãi này. Ok,
Vậy là mình đã đọc xong đầu báo ngày hôm nay rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye!